Thưa quý vị, có lẽ đến thời điểm này, sau gần 2 tuần kể từ khi nam diễn viên Minh Béo bị bắt ở tại Mỹ thì những thông tin xung quanh vụ việc này vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong nước và nước ngoài. Ngày hôm nay, mùng 16 tháng 4 theo giờ Việt Nam thì những người bạn đồng nghiệp của chúng tôi tại một kênh truyền hình uh, tiếng Việt ở tại Mỹ đã có cuộc gặp gỡ với người thân của Minh Béo cũng là những người vừa trực tiếp vào thăm nam diễn viên này và sau đây là những thông tin mới nhất mà phóng viên của một kênh truyền hình ở, ở tại Mỹ vừa cập nhật với chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay vào thăm như vậy thì hai người có thấy nhận thấy uh, Minh Béo như thế nào về mặt coi uh, như là xuất hiện uh, bên ngoài cũng như là tinh thần như thế nào đầu tiên tôi vô gặp cháu tôi tôi rất là đau lòng bà cháu gặp nhau cũng không biết nói gì chỉ biết rơi những dòng nước mắt cháu tôi trong tù rất là đau khổ nó lo cho gia đình nhiều lắm mặc dầu cái thân phận của nó cũng xót xa lắm nhưng mà nó ráng cố gắng tôi cũng khuyên nó là con trai con phải ráng bình tĩnh trước mọi việc ráng giữ gìn sức khỏe thì minh béo cũng nói là con cũng không nghĩ gì con chỉ lo cho mẹ của con với gia đình Phóng viên của phố Bosa TV cũng cho biết thêm, nhà tù Theolisi chỉ cho phép người thân vào thăm tù vào các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và thứ hai hàng tuần. Bên cạnh đó, mỗi ngày một người tù chỉ được một lần thăm nom. Trong một lần đó, có thể được tối đa hai người lớn và một trẻ nhỏ dưới năm tuổi vì quá nhiều người xếp hàng để gặp mỗi ngày nên em ruột của bà nội Minh Béo, theo cách gọi của người Nam Bộ là bà nội Út, đã tới nhà tù Theo Lacey tới 4 lần mà vẫn chưa được gặp cháu mình. Đến ngày hôm qua, tức là ngày thứ ba, mùng 5 tháng 4 theo giờ Việt Nam, bà nội Út cùng với người bạn Ở là ca cam. sĩ Bích Thảo à, mới được vào hai. thăm Minh Béo. À, mình Cuộc gặp gỡ này kéo dài 30 phút với đây. nhiều cảm xúc. À. Minh Béo đã khóc rất nhiều và không mang tới chuyện ăn uống bà nội út của nam diễn viên Minh Béo chia sẻ thêm, Minh Béo đã có luật sư đại diện là người Việt Nam, và vị luật sư này đã dặn nam diễn viên không được tiếp xúc báo chí. Bên cạnh đó, còn có những chia sẻ của nam diễn viên bé mập, người cũng đã trực tiếp vào thăm Minh Béo trong những ngày đầu nam diễn viên này vào trại giam. Em hỏi là mẹ có cần mẹ qua đây thì Béo nói là mẹ em qua không được đâu, mẹ không có visa. Thì nó không sao đâu. Thì nếu muốn thì có có cách hết thôi thì em có muốn anh điện về thẳng gia đình em để kêu anh của em hay là ai gì qua không thì béo vừa nghe nói tới gia đình thì béo khóc em không biết là béo có làm hay không hay là gì nhưng dĩ nhiên là phải có cái gì người ta mới mới buộc tội và bắt được giam binh béo tạm giam được phải có nhưng mà theo em biết là tình trạng của béo là hay như là béo không không có nghĩ là béo làm ra một cái chuyện rất là nghiêm trọng như ở ngoài đây nói đâu còn còn theo hiểu biết của em thì ở bên mỹ thì mình thì biết rồi cái chuyện đó rất là nghiêm trọng và và em nghe thấy là thôi là buộc tính ba tội mỗi tội tến, từ 5 đến từ năm năm tính tám năm thì mình nói là bây giờ cái dù mà mà cộng lại thì tới mười mấy năm tù thì mất tương lai rồi mà em theo em nghĩ là nội năm năm tù thôi nó cũng đã mất hết tương lai À, thưa quý vị và trao đổi với một phóng viên một kênh truyền hình à, tại mỹ thì à, diễn viên bé mập cho biết thêm khi vào tù thăm diễn viên minh béo những người thăm non thì không được mang bất cứ thứ gì theo người à, như là ngoài thẻ căn cước và chìa khóa tủ để đồ ngay cả những vật dụng như là bút giấy hay là máy ghi âm điện thoại thì cũng bắt buộc phải để ở bên ngoài và ở trong trại giam thì Minh Béo kể anh với người ở cùng với người gốc Phi và bị ăn hiếp bởi bạn tù và diễn viên bé mập thì đã khuyên Minh Béo rằng khi có chuyện xảy ra hãy đập cửa thật mạnh để báo với bảo vệ nhà tù, bởi Minh Béo chưa bị kết tội nên anh vẫn còn đầy đủ những quyền lợi của một của một cá nhân hoàn toàn là được Hoàn toàn là bình thường. Vâng. À, bên cạnh đó thì diễn viên bé mập cũng chia sẻ rằng là qua cách nói chuyện của Minh béo thì có thể thấy là thực sự nam diễn viên này không nghĩ rằng chuyện anh làm lại nghiêm trọng đến như thế và anh rất lo lắng là nếu Minh béo bị kết án thì không biết là nam diễn viên này có chịu đựng nổi những điều sẽ đến ở trong tù hay không. Dù là mức án chỉ một năm hay là 5 năm, năm và diễn viên bé mập mong muốn mọi người hãy bình tĩnh và đừng phán xét điều gì trước khi tòa án có kết luận chính thức. À, được biết diễn viên bé mập quen biết và có dịp diễn hài cùng Minh Béo cách đây khoảng 2 năm, mối quan hệ của hai người khá thân thiết à, và khi mà qua Mỹ thì Minh Béo thường mua quà từ Việt Nam sang để tặng cho bé mập